Dạ, chị và các bạn nha. Hôm nay mình là sẽ giờ biết mình nấu cơm trưa. Bữa nay bữa cơm trưa thì mình sẽ mua một ít xương, mình nấu canh bắp cải. Bắp cải nha. Còn đây cá người. Cá người thì mình chiên lên để sốt cà. Và gà thì mình cũng ướp gia vị để mình rang. Hôm nay mình làm gà rang. Gà rang thì mình sẽ thắng cái dầu hạt điều này lên để mình cá. Mình sắp cà cá cho có màu chứ các bạn. Cá mình sắp cà thì cà nó cũng có đủ màu. Mình sẽ thắng cái dầu hạt điều. Khi sóc cà thì mình cũng sóc cà không, mình cũng không có bỏ dầu hạt điều, có khi quên hết mà không có mua. Hôm nay mình nhớ mình mua thì mình sẽ thắng mình đổ vô sóc cà cho nó có màu. Dầu hạt điều này mình thắng cũng vừa tới thôi, chứ mình để mà nó hơi vàng quá thì nó cũng cái màu nó hơi đen, nó cũng không được. Giờ cá thì mình chiên, mình chiên bỏ muối bột ngọt lên, mình ướp sơ mình chiên. Chiên xong tới khi sắp cà là mình mới gia vị vô đầy đủ, muối bột ngọt tiêu. Cái sắp cà mình bỏ màu, còn gà rang thì mình cho chút muối, chút xíu muối thôi. Mắm thì mình cho ăn, cho một muỗng ăn canh. Gà thì vô hơn một muỗng bột ngọt thôi. Với nước mắm, đường, bột ngọt, thêm một ít tỏi hành băm cho nó thơm. Một chút xíu tiêu. Cũng vậy, ướp thì mình cũng đem bỏ tay vô. Đây xương, xương này mình để mình bắp cải, miếng canh cải, xương này mình ướp rồi, mình sẽ để nước nó ủ lên, mình sẽ hầm nấu xương cho nó mềm, mình mới bỏ cải vô. Còn gà rang thì mình cũng đã ướp, làm cho nó thấm đi. Rồi mình để khoảng một tiếng giờ đồng hồ đó là thấm thì mình mới ra. Này các bạn, gà này là gà tâm hoàng đấy các bạn. Nhà mình thì cũng không có sắp xanh, cho nên ăn gà là cũng ăn gà tâm hoàng, gà người ta làm sẵn bán thôi chứ không có ăn mà gà mà thả vườn. Ngại cái mình làm gà đó không làm, cho nên ăn gà này thôi. Gà tâm hoàng thì không ngon bằng gà thả vườn. Để chế độ, còn đây cá người thì mình cũng đã làm sạch rồi, bây giờ mình ướp gia vị. Mình để cho nó thấm rồi mình chiên lên thì mình mới tất cả. Bây giờ mình sẽ luộc cái dầu hạt điều. Hạt điều này mình
Khi lên rồi tới rồi mình sẽ đổ ra mình thắng. Đổ ra để mình xài. Nấu bún riêu hay là cá sốt cà là mình bỏ vô cho nó có màu. Bây giờ mình sẽ lấy nồi ủ. Mình chế nước vô để mà ủ cái xương này cho mì mình mới nấu canh. Mình sẽ đặt nồi nước lên để ủ xương. Cà thì mình cắt miếng ra. Bây giờ nó nước sâu. Mình sẽ đổ thịt mì vô mình làm nấu ủ. Giờ cá đã nha. Giờ thôi làm bèo mình rất ủ nước cà. Rồi nêm xong mình để cho sôi một dạo nữa mình sẽ để qua nồi ủ. Để qua nồi ủ tầm một tiếng hơn. Thì xương này nêm rồi mình mới đổ bắp cải vô mình nấu canh. Như gà mình ướp bây giờ cũng đã thấm rồi. Mình cũng chuẩn bị ra. Gà mà mình chuẩn bị ăn mình ram lên rồi mình ăn liền nó ngon, chứ mà mình ram sớm quá chưa ăn mình để nguội rồi mình ăn nó cũng không được ngon. Cà bây giờ mình cũng ăn gia vị vô luôn. Muối mình cho vô 2 muỗng đường. Mình 2 muỗng bột ngọt. Nãy cái gia vị lên cá đã chiên. Giờ mình cho nước vào nước sôi. Sắc cà là mình không có cho nước nhiều, chút xíu nước thôi. Rồi bây giờ mình bỏ cá sốt cà vô. Nhà mình thì ăn thích lắm các bạn. Mình mua con cá thì tầm hơn nửa ký à. Chứ mà mua con cá lớn quá, to quá thì ăn trong một ngày không hết rồi, còn qua ngày sau thì nó không ngon. Cho mình ăn, mình làm gì cũng ít vừa vừa, không có làm nhiều. Làm nhiều mà để qua bữa sau là ngán rồi, ăn cũng không có ngon. Rất thơm. Ở đây thì mình chế thêm dầu vô. Thank you.
gan của mình. Mình đã dồn rồi các bạn. Cái ăn mà thử cái xương là coi nó mềm chưa, gà ram mà cũng vừa ăn lắm á. Cái xương non này mình hầm chỉ có 1 giờ đồng hồ mà rụt ra. Ra ngoài đi chút nữa là chờ sáng ăn bún riêu á, đổ xuống cho cầm cái ăn xong đem vô nhà. Gặm rồi xanh rồi còn vô nhà gặm đem xương vô trả lại phải không? Gà mình ướp cũng vừa ăn lắm các bạn, ăn kho rất ngán là ram. Cái da ngon quá mà không dám ăn. Ăn da thôi, bữa cơm của mình đến đây đã xong rồi. Các bạn xem nhớ bấm like và đăng ký ủng hộ mình nha. Chào các bạn.